Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp nhằm cho ý kiến về một số vấn đề lớn cần giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện đối với các dự thảo nghị quyết dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5. Về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, sửa đổi, được xây dựng quán triệt theo tinh thần quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục giữ nguyên tên gọi cũng như kế thừa những nội dung còn giá trị trong nghị quyết 85 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời xem xét sửa đổi một số nội dung liên quan trong hai nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng, Hà Nội cho phù hợp với quy định 96. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời yêu cầu cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát lại khâu biên tập dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát, rà soát kỹ lưỡng cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý cũng như tính tương thích với các luật liên quan. Đối với nội dung giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng cuối năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thuận chủ trương. Về nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát kỹ lưỡng và kiểm toán nhà nước xem xét kết quả thu chi ngân sách. Ủy ban Tài chính Ngân sách, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước phối hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết các đại biểu Quốc hội rất ủng hộ, đồng tình và thống nhất cao, đề nghị báo cáo tiếp thu giải trình, rà soát, làm rõ cơ sở chính trị, quán triệt và thể chế hóa nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để thành phố thực sự là đầu tàu của cả nước. Với dự thảo này, hiện chỉ còn hai nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc phân bổ vốn đầu tư công và thanh toán hợp đồng xây dựng chuyển giao, hợp đồng BT. Về vấn đề phân bổ vốn đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát cơ sở thực tiễn, các luật tương thích, quy định sao cho chặt chẽ. Bộ Tài chính tiếp thu giải trình ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Cũng trong sáng nay, Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết chung kỳ họp, nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn và nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.